Trong không khí cả nước chào đón năm Giáp Thìn 2024, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 94 tuổi, sáng nay mùng 7 tháng 2 tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng tham dự có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Cùng tham dự còn có các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các cơ quan đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước ta vừa đi qua năm Quý Mão 2023 với rất nhiều sự kiện quan trọng, sôi động và phong phú và đạt được nhiều thành tựu nổi bật dù còn nhiều khó khăn. Nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, đã hoàn thành và vượt mức 10 trên 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Các chỉ số đổi mới sáng tạo, thương hiệu quốc gia đều tăng, vân vân. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Việc triển khai thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh, văn hóa xã hội có được bước phát triển đột phá, tiến bộ mới, an sinh xã hội được bảo đảm, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Công tác giảm nghèo, chính sách ưu đãi đối với người có công, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững, hoạt động đối ngoại diễn ra dồn dập, toàn diện, thiết thực, hiệu quả, đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, góp phần củng cố và nâng cao vai trò, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam là điểm sáng nổi bật của năm 2023. Có lúc tôi đã nói là với tất cả sự khiêm tốn, ta vẫn có quyền tự hào rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Điều đó bây giờ càng được chứng minh và thế giới phải công nhận. Các nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8, khóa 13 của Đảng được triển khai kịp thời đến cơ sở. Các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng đang tích cực triển khai nhiệm vụ. Theo kế hoạch, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo, các cơ quan Đảng, Nhà nước, công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng, theo đúng quy định, quy trình, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, được sự đồng thuận cao trong Đảng và xã hội. Không khí dân chủ trong Đảng và trong xã hội ngày càng được phát huy, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thế và lực mới của đất nước tiếp tục được nâng cao. Những thành tựu đạt được trong năm qua là kết quả của sự phấn đấu và nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, sự quản lý điều hành trực tiếp có hiệu quả của Nhà nước, sự tham gia rất có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua, đặc biệt những dấu ấn nổi bật của năm 2023. Tổng Bí thư gửi lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và sự bình an cho nhân dân. Tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Cảm ơn các tổ chức quốc tế và nhân dân các nước bạn bè gần xa đã hợp tác, giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Thưa các đồng chí, năm Giáp Thìn 2024 là một năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới đại hội lần thứ 14 của Đảng với niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới. Tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải có quyết tâm cao, ý chí lớn, ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2024, mà trọng tâm là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo cải thiện đời sống của nhân dân, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, thực hành tiết kiệm, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Triển khai toàn diện và đồng bộ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tiếp tục chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đổi mới và làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, và xây dựng dự thảo các văn kiện để trình bày Đại hội 14 sắp tới. Thưa các bác, các đồng chí, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của chúng ta là khắc phục bằng được những khó khăn, tháo gỡ những vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở nơi biên giới, biển đảo, chăm lo và tạo điều kiện để nhân dân ta đón một cái Tết vui tươi, lành mạnh. Để thực hiện những phương hướng nhiệm vụ nêu trên, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tăng cường đoàn kết. Đã đoàn kết rồi, càng đoàn kết hơn nữa. Đã quyết tâm rồi, càng quyết tâm cao hơn nữa. Chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, biến thời cơ thuận lợi thành kết quả hiện thực. Chúc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Năm 2024 phải thắng lợi to lớn hơn, phát triển nhanh và bền vững hơn năm 2023. Chúc Đảng ta và toàn hệ thống chính trị của nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ta ngày càng ấm no, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc, mọi sự hanh thông. Năm mới có nhiều thắng lợi mới.